Nói chung là em cảm thấy rất là vinh dự khi mà tham gia sự kiện của Hồ Ngọc Hà. Bởi vì chị Hồ Ngọc Hà, em là một người rất là hâm mộ và ngày hôm nay được ngồi ở đây cùng với chị thì thật sự là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và với thương hiệu MOY thì có thể nói rằng là một cái chia sẻ rất là thật là thường mà em hay make up đi làm việc á. Ví dụ mà em live stream tâm sự với mọi người hay thường hỏi em đánh son gì. Em chia sẻ với mọi người em đánh son của chị Hồ Ngọc Hà. Nhưng mọi người hỏi là mua ở đâu, em cũng không có bán mà tôi đi tìm mà mua. Đây là một câu chuyện chia sẻ thật. Có nghĩa rằng là với cái dòng sản phẩm của MOY em đã từng sử dụng rồi và đã, em sử dụng thường là màu. Tại vì em xem là xem chị Hồ Ngọc Hà và em rất thích chị Hồ Ngọc Hà đánh màu đỏ ạ. Thế nên rằng là màu đỏ và màu nút là hai cái mà em thấy chị Hồ Ngọc Hà đánh khá là nhiều. Nên em chọn ngay hai cái tông đấy. Nên là em cảm thấy rằng là nó rất là hợp và phù hợp với bản thân mình. Cái thành phần trong cái sản phẩm này thì em cảm thấy rằng đây là một trong thành phần vàng và một trong thành phần hầu như là trong những cái sản phẩm mỹ phẩm mà được nhiều người ưa thích ở trên thế giới hay thậm chí là tại Việt Nam của chúng ta, thì em nghĩ rằng đây là một sản phẩm, là một bước tiến mới của MOY, không chỉ nổi bật ở dòng son hay dòng mặt nạ của MOY. Thì em nghĩ rằng là sản phẩm này rất là mong ra mắt sẽ được sự yêu thích của mọi người, cũng như là mang lại được cái vẻ đẹp thật sự là của chị em phụ nữ. Và em chắc chắn rằng là sau ngày hôm nay thì em cũng sẽ rất là mong muốn là được chị Hồ Ngọc Hà có thể tặng cho em một bộ để em trải nghiệm sản phẩm này, và em thấy rất là hứng thú với dòng sản phẩm mới bên mình ạ. Dạ rồi, cảm ơn phần chia sẻ rất hết sức tốt đẹp thoại, và em nhận thấy được chữ OK rất là chắc chắn đó từ chị Hà là Phạm Thoại sẽ có một bộ mỹ phẩm để review. Và bên cạnh đó thì chắc là anh Kim sẽ giúp cho Thoại chia sẻ về cái nơi mà mình bán những cái thỏi son MOY ở đâu, để Thoại có chia sẻ cùng với những người followers của mình nhé. Xin cảm ơn Phạm Thoại rất nhiều. Dạ, và bên đây rồi, cái giờ mình đi qua bên kia cho nó đều nha. Xin mời, không biết là có đang gián đoạn cuộc nói chuyện của Á Hậu Mai Ngô không ạ? Mai Ngô từ nãy giờ đi sao cũng thấy là Mai rất là chăm chú xem rồi. Rồi, và sản phẩm của chị Hà thì Mai cũng đã xài rồi và bây giờ vẫn còn xài. Nó thiên về dưỡng nhiều hơn và mình cảm thấy là da mình khỏe lên mỗi ngày chị ạ. Em rất là nghe lời chị. Và hôm nay thì lần đầu tiên thì Mega by MOY thì đó là lần đầu tiên kết hợp. Thì mình thấy rất là hồi hộp, hóng chờ cái sự kết hợp này, và hy vọng rằng bộ sản phẩm này Mai cũng sẽ. Dạ rồi, hy vọng là mình sẽ có thêm một bộ sản phẩm cho Mai Ngô để bạn có thể trải nghiệm và review ạ. Và xin cảm ơn Mai Ngô. Rồi, cảm ơn là một là tất cả mọi người ở đây phân tích về cái bộ sản phẩm, thì từ bản thân của mình cũng cảm thấy là hy vọng rằng bản thân của mình cũng có một bộ sản phẩm để mình có thể trải nghiệm như mentor của mình vậy ạ. À. Và em hy vọng rằng chị Hà cũng có thể cho em thực hiện được ước mơ của mình ạ. À. Dạ, lại thêm một bộ nữa là hôm nay mình có 3 bộ rồi ạ. À. Xin xong rồi về mình trải nghiệm rồi mình hãy cho những cái lời review thật là chân thành nhất nhé. Dạ, tất nhiên rồi ạ. À. Rồi, xin cảm ơn Dự Thảo ạ. À. Dạ, em xin quay trở lại sân khấu với một phần nữa rất là hấp dẫn, chắc là hấp dẫn nhất trong đêm ngày hôm nay ạ. Và tất cả các quý vị, khách quý chúng ta đến với sự kiện ngày hôm nay, một sự kiện về làm đẹp nên chắc chắn là ai cũng lựa chọn cho mình một bộ trang phục rất lộng lẫy và một layout makeup rất là xinh đẹp. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Xin được mời chị đẹp, Hồ Ngọc Hà cùng lên sân khấu để phụ với Visa tìm ra fashion item trong buổi tối ngày hôm nay.